Các bạn thân mến, xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay rất vui khi được quay trở lại cùng với các em ở trong phần phát trực tiếp này. Và chị rất là hy vọng các bạn của chị đã có thể lên xem phần livestream này để chúng ta sẽ bắt đầu buổi tối ngày hôm nay cùng với nhau như đã hẹn trước với các bạn rồi, phải không ạ? Các em nhanh chóng lên để chúng mình có thể quay trở lại cùng với nhau ở trong buổi phát trực tiếp ngày hôm nay nhá. Hiện tại thì chị đã đang có mặt ở đây rồi đây. Không biết là các bạn của chị thì đã quay trở lại cùng với chị chưa? Các em ơi, các bạn thân mến, hiện tại thì chị đã đang có mặt ở đây cùng với các bạn rồi và chị rất là hy vọng các em đã có thể lên để chúng ta có thể gặp nhau ở trong buổi tối ngày hôm nay. Ok, xin chào Thanh Lam, xin chào Phương Nhã, xin chào Trung Hiếu. Các bạn ơi, các em đã lên để xem phần livestream này chưa nhỉ? Như đã nói thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau hệ ngồi lại và hệ thống lại về phần kiến thức mà các bạn đã học được ở trong nửa kỳ 1. Thời gian trôi rất là nhanh và hiện tại bây giờ thì đã có rất là nhiều trường chuẩn bị thi giữa kỳ 1 rồi. Bản thân chị thì biết rằng là chúng ta không còn nhiều thời gian để tiếp tục, không còn nhiều thời gian để chuẩn bị cho kỳ thi vô cùng quan trọng này nữa. Và đây sẽ là một cái chặng đường rất là nhiều thử thách đối với các em. Thế nhưng không vì lẽ đó mà chúng ta từ bỏ ước mơ của mình, mà chị nghĩ rằng đó sẽ là một cái động lực rất là lớn để các bạn có thể cố gắng, để các bạn có thể cùng với chị chinh phục kỳ thi đại học sắp tới. Và đặc biệt là chúng ta sẽ giành được điểm cao môn văn. Ok không nào? Các em ơi, các bạn đã quay trở lại chưa nhở? Các em đã quay trở lại cùng với chị. Ok, xin chào Mỹ Hạnh, xin chào em, xin chào Hải Đường, xin chào Hồng Vân. Các bạn ơi, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại nha. Chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại và chúng ta sẽ bắt đầu buổi tối ngày hôm nay cùng với chị. Hiện tại bây giờ đã đang có khoảng 60 bạn đang xem phần livestream này rồi. Có vẻ như là phát vào khung giờ này có vẻ như là rất là hợp lý đúng không? Ok, xin chào Mộc My, xin chào Diệu Chi. Các bạn thân mến, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu hệ thống lại kiến thức. Nhưng mà chắc là chúng ta sẽ đợi khoảng 5 phút nữa để cho các bạn có thể vào và chúng ta bắt đầu buổi tối ngày hôm nay cùng với chị nhé. Được không nào? Xin chào Thanh Lam, ok chị nhìn thấy em rồi, xin chào Mai Hương. Các bạn thân mến, nhanh chóng vào xem livestream cùng với chị nào. Xin chào Ánh Duyên, chị đã nhìn thấy một bạn fan cứng đầu tiên của fanpage học văn chị Hiên. Xin chào Nguyễn Vàng rồi, tại tiếp tục nhìn thấy fan cứng rồi. Các bạn ơi, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau hệ thống lại những cái kiến thức trong chương trình học kỳ 1. Và chị tin là hệ thống kiến thức lại cũng sẽ là một cái cách để chúng ta biết được là mình sẽ cần phải học những cái gì và chuẩn bị những cái gì. Hiện tại thì khóa học của chị vẫn còn suất đăng ký đấy. Thế nên nếu như bạn nào muốn học livestream cùng với chị thì nhanh chóng nhắn tin cho fanpage học văn chị Hiên nhé, để được admin giải đáp nhanh nhất. Bởi vì chúng ta sẽ có một cái hành trình rất là dài để đồng hành cùng với nhau. Và chị tin rằng đây sẽ là một cái hành trình rất là tuyệt vời. Được không ạ? Đợi chị một chút xíu nha. Không nghe thấy gì à? Các bạn có nghe tiếng không? Các em có nghe thấy tiếng chị không ạ? Các bạn có nghe thấy tiếng chị không? Tại vì là có một số bạn đang bảo là không nghe tiếng gì cả. Tất nhiên là ngày hôm nay chị sẽ hệ thống lại cho các bạn về cả kiến thức phần đọc hiểu và cả kiến thức phần nghị luận văn học. Được không ạ? Các bạn đã nghe được chưa nhở? Rồi ok. Hiện tại đã có khoảng 100 bạn đang xem phần livestream này rồi. Có vẻ như là phát vào giờ này là hợp lý đối với các em đây. Bởi vì có nhiều hôm mà chị phát vào cái giờ mà nó không, tức là chị phát vào giờ kiểu tầm khoảng 7 giờ, 8 giờ là không thấy nhiều bạn lên xem phần livestream này. Rồi ok các bạn ơi, các em đã sẵn sàng để chúng ta cùng bắt đầu chưa nhở? Nhớ là hãy chuẩn bị sổ và bút nhá. Được không nào? Hãy chuẩn bị sổ và bút để chúng ta bắt đầu buổi tối ngày hôm nay cùng với chị, để chúng ta có thể ghi lại và hệ thống lại những kiến thức. Được không nào? Các em ơi, đã chuẩn bị sổ và bút chưa? Các bạn đã chuẩn bị chưa? Rồi các bạn ơi, nào, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu nhé. Chúng ta sẽ viết theo kiểu sơ đồ tư duy giúp cho chị, được không ạ? Bởi vì đã nói rồi, đây là buổi học hệ thống, thế nên chị cũng muốn cách các bạn ghi cũng sẽ là hệ thống. Đáng lẽ là chị định phát bằng OBS cho các bạn để các bạn có thể quan sát được dễ nhất, nhưng mà chị nghĩ rằng là chị nói như thế này thì sẽ ok hơn, được không ạ?
Các em đã chuẩn bị sổ và bút chưa nào? Các em đã chuẩn bị sổ và bút chưa? Nếu như mà chưa chuẩn bị thì ngay lập tức lấy đi để chúng ta có thể bắt đầu cùng với nhau. Được không ạ? Rồi, các bạn ơi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu nhé. Rõ ràng là các bạn đều thấy rằng là một trong những cái câu quan trọng nhất trong cái việc học văn của chúng mình đó chính là câu nghị luận văn học. Và bao giờ các bạn cũng đặt ra cho chị một câu hỏi rằng là thực sự là bản thân em cảm thấy rất là đau đầu vì câu nghị luận văn học. Có quá nhiều tác phẩm cần phải học, có quá nhiều tác giả cần phải học. Và đến thời điểm hiện tại em đã cảm thấy cái sức chứa của mình không nổi rồi. Có nghĩa là mới chỉ học được 1-2 tác phẩm thôi mà em đã cảm thấy quá nhiều kiến thức và em không biết là phải làm như thế nào rồi. Thế thì một cái lời khuyên của chị dành cho các bạn là hãy học bằng cách hệ thống. Bởi vì chỉ có hệ thống mới đem lại cho các bạn cách học hiệu quả nhất. Thế nên bây giờ chúng ta sẽ cùng hệ thống với nhau. Trước tiên, hãy lưu ý giúp chị rằng là trong cái kiến thức mà chúng ta học để ôn giữa kỳ 1 ấy, thì sẽ có hai cái tác phẩm trọng tâm mà các bạn cần phải quan tâm. Một là bài thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng. Được không ạ? Hãy lưu ý giúp chị nhé. Thứ nhất là bài thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng. Và thứ hai là tác phẩm Tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Được không ạ? Nhá. Các bạn ơi, thứ nhất là tác phẩm Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng và thứ hai là Tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Được không nào? Các em ơi, chị biết là đang có rất là nhiều bạn hỏi về khóa học của chị. Nhưng mà khóa học này thì diễn ra chính thức là vào ngày 25 tháng 10 cơ. 25 tháng 10 chúng ta mới khai giảng buổi đầu tiên. Và chúng ta sẽ có một cái quá trình học rất là dài từ ngày 25 tháng 10 cho đến lúc các bạn thi cơ. Được không ạ? Thế nên là cái lộ trình học thì khi mà các bạn đăng ký rồi, chị sẽ gửi cho các em cái lộ trình rõ ràng nhất để các em biết được là chúng ta sẽ phải học những cái gì. Thế nên là các bạn một lát nữa những cái băn khoăn về khóa học, về lớp học thì các em sẽ nhắn tin cho fanpage, cho admin nhá. Được không nào? Nhá, các bạn sẽ nhắn tin cho admin giúp chị. Đừng hỏi chị trong lúc chị đang giải như thế này, bởi vì nó sẽ khiến chị rất là mất tập trung. Được không nào? Rồi, thì quay trở lại cái phần kiến thức nghị luận văn học ấy, chúng ta sẽ có hai cái tác phẩm mà các bạn cần phải quan trọng. Thứ nhất đó là Tây Tiến và thứ hai là Tuyên ngôn độc lập. Được không nào? Thì nhắc tới Tây Tiến, vậy thì khi nói về Tây Tiến chúng ta sẽ cần phải nhớ đến những cái nội dung gì? Được không ạ? Khi nhớ đến Tây Tiến thì chúng ta sẽ phải nhớ tới những nội dung gì và chúng ta cần phải học cái gì? Thì điều đầu tiên mà chúng ta cần phải quan tâm đó chính là về tác giả Quang Dũng. Phải không ạ? Nếu như bây giờ để dùng những cái keyword nhắc về tác giả Quang Dũng thì chị không biết là các bạn sẽ dùng những từ ngữ gì nào. Hãy nhanh chóng trả lời giúp chị, tương tác nhiều hơn với chị nhé, để chúng ta có được những cái phần phát livestream đa chiều, song phương chứ không phải là từ một mình chị. Được không nào? Các bạn ơi, theo các em thì khi mà nhắc tới nhà thơ Quang Dũng thì các em sẽ nhắc tới cái gì? Các bạn sẽ nhắc tới cái gì khi nhắc tới nhà thơ Quang Dũng? Hãy nhớ là những keyword thôi nhé. Được không nào? Các bạn ơi, nhanh chóng tương tác với chị. Quan trọng nhất chính là việc tương tác của chúng mình. Hãy tương tác cùng với chị như thế này nhé. Nào các bạn. À rồi, ok, chị bắt đầu đọc các keyword của các bạn. Đa tài, hiện tượng nhà thơ một bài, là một nhà thơ, một người lính. Gì nữa ạ? Rồi, ok, nhanh chóng ghi lại nhé. À, đề tài người lính. Gì nữa nào? Đa tài. Gì nữa ạ? Tài năng sự nghiệp sáng tác, phong cách sáng tác. À rồi, ok. Hồn thơ, tài hoa lãng mạn. Có một cái nguyên tắc mà chị luôn luôn nói với các bạn ấy, là đã không học thì thôi, mà đã học thì chúng mình phải như thế nào ạ? Đã học là chúng mình phải nhớ thật là chính xác. Đã không học thì thôi, mà đã học thì phải nhớ thật là chính xác. Thế nên bây giờ sẽ là những cái keyword mà chị nghĩ rằng các bạn nên ghi lại để chắc chắn không bao giờ bị quên đi về nhà thơ Quang Dũng. Được không nào? À, Tây Tiến biên cương mở khói lửa, quân đi lớp lớp động cây rừng, và bài thơ ấy, con người ấy vẫn sống muôn đời với núi sông. Bài thơ Tây Tiến đã trở thành một trong những bài thơ nổi bật trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Và bài thơ Tây Tiến cũng không biết từ bao giờ ghi dấu ấn của mình ở trong trái tim của độc giả, để cứ mỗi lần nhắc tới cụm từ Tây Tiến là người ta sẽ nhắc tới người nghệ sĩ đa tài Quang Dũng. Quang Dũng mang trong mình một hồn thơ hồn hậu, lãng mạn, phóng khoáng và tài hoa. Quang Dũng là một nhà thơ rất đa tài, bởi vì bên cạnh việc làm thơ thì ông ấy còn biết vẽ tranh, biết soạn nhạc, phải không ạ? Biết viết văn, thứ gì người nghệ sĩ này cũng làm giỏi cả.
Và chúng ta thấy rằng là Quang Dũng cũng là một nhà thơ thường dành cái ngòi bút của mình để viết về đề tài người lính, để viết về đề tài quê hương của mình, phải không ạ? Mặc dù sáng tác không nhiều, thế nhưng mà bản thân nhà thơ Quang Dũng lại để lại những cái dấu ấn rất là đậm nét bởi một cái hồn thơ hồn hậu, lãng mạn, phóng khoáng và tài hoa vô cùng riêng biệt của người nghệ sĩ này. Là một nhà thơ nhưng cũng đồng thời là một người lính, được không ạ? Thế nên người ta mới bảo là Quang Dũng là nhà thơ chiến sĩ, rất là giống với thế hệ những nhà thơ sau này mà chúng ta được học, phải không nào? Thì các bạn sẽ ghi nhớ giúp cho chị nhá. Đấy là những cái ý chính về nhà thơ Quang Dũng. Còn về những cái tác phẩm thì các em có thể tìm hiểu thêm những cái tác phẩm khác của nhà thơ này. Ok chưa ạ? Rồi, bây giờ quay trở lại cùng với các bạn, được không ạ? Về tác giả chúng ta ghi nhớ như vậy. Về tác phẩm này thì có một cái rất là quan trọng mà chị nghĩ rằng các bạn cũng cần phải lưu tâm, đó chính là về hoàn cảnh sáng tác. Thì chúng ta đều biết rằng là hoàn cảnh sáng tác của tác phẩm này là ra đời vào năm 1948. Còn về cách thức nhớ như thế nào thì chắc hẳn rằng là các bạn học sinh lớp online hoặc lớp offline của chị thì đã có một cái cách nhớ rất là khoa học cho hoàn cảnh ra đời của tác phẩm này rồi, đúng không ạ? Chị sẽ không nhắc lại nữa nhá. Đó là vào năm 1948. Ok chưa nào? Rồi, thì chúng ta thấy rằng là bài thơ này ban đầu thì có tên là Nhớ Tây Tiến, nhưng mà sau đó thì gì nhở? Đổi tên thành Tây Tiến. Lý do tại sao thì chị cũng đã từng giải thích cho các bạn rồi, chị sẽ không nhắc lại nữa. Vậy thì có những cái vấn đề gì trong nội dung của bài thơ Tây Tiến mà chúng ta cần phải quan tâm? Khi tìm hiểu về một tác phẩm bao giờ cũng vậy, có hai khía cạnh, hai cái giá trị mà chúng ta luôn quan tâm nhiều nhất, đó chính là giá trị về mặt nội dung và giá trị về mặt nghệ thuật. Phải không ạ? Thì giá trị về mặt nội dung ở đây chúng ta sẽ quan tâm tới ba khía cạnh sau. Thứ nhất là khía cạnh về vẻ đẹp gì ạ? À, thứ nhất là khía cạnh vẻ đẹp thiên nhiên, phải không ạ? Hình ảnh người lính Tây Tiến gắn liền với thiên nhiên miền Tây, phải không ạ? Gắn với những chặng đường hành quân gian khổ. Thứ hai, chúng ta có kỷ niệm của những người lính Tây Tiến về một đêm liên hoan văn nghệ và trong cái buổi chia tay giữa người đi kẻ ở, phải không nào? Và chúng ta có thứ ba, đó chính là hình tượng người lính Tây Tiến được thể hiện qua bài thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng là như thế nào. Thì đấy là ba cái nội dung chính, ba cái giá trị về nội dung chính mà chúng ta cần phải quan tâm cho chị trong quá trình mà các bạn học. Ok chưa ạ? Em có ghi nhớ được không nhở? Hãy nhớ điều đấy nhá, được chưa nào? Rồi, thì chúng ta thấy rằng là có rất là nhiều những cái dạng đề có thể đưa ra, nhưng ba cái ý chính đó sẽ là ba cái ý xuyên suốt trong quá trình chúng ta tìm hiểu về bài thơ Tây Tiến, được không ạ? Trong cái đoạn đầu tiên 14 câu thơ đầu, hãy nhớ cho chị về bức tranh thiên nhiên miền Tây, hãy nhớ cho chị về nỗi nhớ mà Quang Dũng đã diễn tả qua những vần thơ của mình, với những địa danh Sái Khao Mường Lát, với hình ảnh của dòng sông Mã là nhân chứng lịch sử cho những buồn vui trong cuộc đời của người lính, cuộn trào như một bản trường ca như trong những cái dòng hoài niệm của người nghệ sĩ này. Chúng ta hãy hình dung ra được một cái địa hình như thế nào ạ? Gấp gãy, hiểm trở, dốc thì dựng đứng, phải không ạ? Để rồi có những cái vế ngàn thước lên cao, ngàn thước xuống, nhà ai pha luông mưa xa khơi. Một cái địa hình cao thì cao vời vợi, núi cao cao vời vợi, vực sâu sâu thăm thẳm, nơi rừng thiêng nước độc, bị đe dọa bởi thú dữ, bởi gì ạ? Thác nước cầm thét. Nhưng mà chúng ta vẫn thấy được ý chí và tinh thần của những người lính trong cái thời điểm lúc bấy giờ. Họ ngạo nghễ trước thiên nhiên, họ đứng trong cái tư thế làm chủ thiên nhiên, làm chủ đất trời, phải không ạ? Và bao nhiêu những cái dòng hoài niệm quay trở về, là bấy nhiêu những cái kỷ niệm về cuộc trường chinh gian khổ được tái hiện lại qua những vần thơ của nhà thơ Quang Dũng, được không nào? Chúng ta thấy những cái khung cảnh, mặc dù là có những cái lúc rất là nguy hiểm, có những cái lúc rất là u ám, nhưng cuối cùng Quang Dũng vẫn kéo người đọc quay trở về với trạng thái cân bằng bằng những câu thơ vô cùng mềm mại như nhà ai pha luông mưa xa khơi, phải không ạ? Hay là gì nhỉ? Mường Lát hoa về trong đêm hơi, nhà ai pha luông mưa xa khơi, Mai Châu mùa em thơm nếp xôi, được không? Nếu như mà để tìm ra một cái ý để được coi là điểm ấn tượng nhất ở trong đoạn thơ này, đoạn thơ nói về những chặng đường hành quân gian khổ, đoạn thơ nói về hình ảnh của những người lính trong những chặng đường hành quân và vẻ đẹp của thiên nhiên Tây Bắc, thì các em sẽ lựa chọn hình tượng gì? Các em sẽ lựa chọn hình tượng gì? Nếu như để lựa chọn một cái hình tượng ấn tượng nhất trong bài thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng, thì các bạn sẽ lựa chọn hình tượng gì? Theo các em nào? Chị rất là muốn các em chia sẻ, bởi vì cái việc chia sẻ khi học văn là rất quan trọng. Vì khi đó các em được viết, nếu như các em chỉ nghe thôi ấy, mà các em không có thực hành ấy, thì các em sẽ rất là khó để tiến bộ.
Nhưng nếu như mà các em thực hành nhiều thì chắc chắn là cái sự tiến bộ của các em sẽ rất là nhanh chóng. Các bạn, chị rất là muốn được nghe ý kiến của các em. Các em ấn tượng nhất điều gì trong 14 câu thơ đầu khi nói về hình ảnh những người lính Tây Tiến gắn liền với thiên nhiên miền Tây và những chặng đường hành quân gian khổ? Các bạn ơi, các em ấn tượng nhất điều gì ạ? Nhanh chóng nhá, vì chị sẽ còn chia sẻ với các bạn về cả kiến thức của phần đọc hiểu nữa. Thế nên là chị muốn là các bạn sẽ nhanh chóng tương tác với chị, được không ạ? Đừng để chị nói một mình như thế. Mà cái việc tương tác cùng với chị các em tưởng là không có lợi ích gì, nhưng mà thật ra lại rất là lợi ích. Và chị cực kỳ là mong mỏi là các bạn sẽ tương tác với chị thật là nhiều trong quá trình chúng ta phát trực tiếp cùng với nhau. Rồi, vẻ đẹp hào hoa lãng mạn này. À, hình ảnh không mọc tóc à. Chị đang nói trong 14 câu thơ đầu thôi nhá. Câu hỏi của chị là trong 14 câu thơ đầu thì các em ấn tượng nhất về cái gì? Hãy nhớ là 14 câu thơ đầu. Ok, hình tượng súng ngửi trời, chính xác. Đây là một cái hình tượng mang trong mình gì nhở? À, thứ nhất là diễn tả về độ cao, độ hiểm trở của núi rừng Tây Bắc. Thế nhưng cũng thể hiện cái chất lính, cái tinh thần lạc quan yêu đời và cái sự dí dỏm trong tâm hồn của người lính. Được không ạ? Rồi, các bạn ơi, hãy nhớ là chị đang hỏi là ở 14 câu thơ đầu nhá. Được không nào? Chị đang hỏi là 14 câu thơ đầu. Đoàn binh không mọc tóc là đoạn 8 câu thơ nói về hình tượng người lính rồi. Đúng không ạ? Các em ấn tượng nhất về cái gì? Rồi, hình tượng súng ngửi trời chị vừa mới lý giải cho các bạn rồi nhá. Được không nào? Chị vừa mới lý giải cho các em về hình tượng súng ngửi trời rồi. Thể hiện hai nội dung đấy. Nghĩa thực là để gì ạ? Để diễn tả là cao, núi cao đến cái mức mà súng khoác trên vai của người lính đã chạm tới trời. Phải không nào? Rồi, hình tượng gì nhờ? À, chị thấy Phương Thảo nêu ra một cái hình tượng rất là hay. Đó chính là hình tượng mùa em. Phải không? Đây là một hình tượng rất là hay, rất là tình. Người ta bảo rồi, mùa em ở đây là mùa gì ạ? Không phải là bốn mùa xuân hạ thu đông. Mùa em ở đây là mùa của sự đủ đầy. Phải không ạ? Là mùa của tình yêu, mùa của nỗi nhớ, mùa ta gặp nhau, mùa trao yêu thương, mùa vương luyến nhớ, để khi xa rồi cũng sẽ mãi mãi không quên. Phải không nào? Rồi, nhà ai pha luông mưa xa khơi. À, một cái hình ảnh rất là đẹp. Cái hình này thì giúp cho chị có cái cảm giác giống như là những người lính trong cái chặng đường hành quân của mình dừng lại nơi đèo cao dốc đứng, sau đó phóng tầm mắt của mình ra xa. Trong cái khoảnh khắc bình yên như vậy, nhìn về phía bản làng, những nếp nhà pha luông êm đềm trong cơn mưa bụi. Cơn mưa giăng khắp nẻo và chúng ta nhìn thấy được một cái khung cảnh rất là dịu dàng và nhẹ nhàng. Đây cũng chính là cái câu thơ mà kéo lại cái cảm xúc cân bằng. Phải không ạ? Kéo lại cảm xúc cân bằng của cả cái đoạn thơ này. Rồi, các bạn thân mến, đó chính là gì ạ? À, đó chính là những cái nét chính ở trong cái đoạn 14 câu thơ đầu tiên nhá. Hãy nhớ giúp chị, đây là đoạn thơ nói về khung cảnh thiên nhiên miền núi cao Tây Bắc trên những cái chặng đường hành quân gian khổ của người lính Tây Tiến. Chúng ta có 8 câu thơ tiếp theo. Phải không ạ? 8 câu thơ tiếp theo là 8 câu thơ nói về những kỷ niệm. Tôi có 2 bức ảnh được vẽ ra, được chụp lại. Bức ảnh đầu tiên được chụp lại là bức ảnh của những người lính trong một đêm liên hoan văn nghệ đốt lửa trại. Và bức ảnh thứ hai là trong một buổi chiều sông nước Tây Bắc mênh mang mờ ảo. Chúng ta thấy rằng là chúng ta có một cái đêm liên hoan văn nghệ đốt lửa trại với ánh sáng chan hòa, với âm nhạc, với những man điệu, với đặc biệt điều quan trọng nhất góp mặt trong đêm liên hoan văn nghệ này, đó chính là hình ảnh của những người lính Tây Tiến và đó chính là hình ảnh của người dân đồng bào Tây Bắc. Anh nắm tay em cuối mùa chiến dịch, vắt xôi nuôi quân em dâu giữa rừng, đất Tây Bắc tháng ngày không có lịch, bữa xôi đầu còn nhớ tỏa mùi hương. Nhớ bản sương răng nhớ đèo mây phủ, nơi nào qua lòng lại chẳng yêu thương. Khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất đã hóa tâm hồn. Được không nào? Chính cái mảnh đất Tây Bắc này, nơi gắn bó với bao nhiêu những kỷ niệm nghĩa tình cùng với đồng bào, với những người dân sống nơi đây, đã trở thành một trong những cái điểm tựa cảm xúc vô cùng lớn lao cho độc giả. Phải không ạ? Cho chính tác giả, chị xin lỗi, cho chính tác giả. Và chúng ta có thể nhận ra được rằng là gì ạ? Trong một đêm liên hoan văn nghệ, điều sáng nhất hiện lên không phải là một đêm liên hoan văn nghệ sáng bừng với ánh đuốc, không phải là một đêm liên hoan văn nghệ với những men điệu, với những man điệu, với những âm nhạc,
mà một trong số những điều chúng ta cảm nhận được nhiều nhất, trọn vẹn nhất, đó chính là tình quân dân trọn vẹn đủ đầy. Giống như là bàn tay nắm lấy bàn tay, đó là gì ạ? Đó là tình cảm, đó là nghĩa tình của người miền xuôi với người miền ngược, đó là nghĩa tình của đồng bào với cán bộ. Và chúng ta có thể thấy rằng là tất cả những điều đó, âm thanh, âm nhạc, ánh sáng, những man điệu, những vũ điệu đã dìu dắt tâm hồn người lính trở về những miền đất lạ, để rồi cũng từ đó cất thành những vần thơ. Chúng ta có thể thấy rằng là Quang Dũng là như vậy, luôn luôn nhìn tất cả mọi điều, mặc dù là trong những tác phẩm của mình rất giàu tính hiện thực, nhưng mà chất lãng mạn cũng là một trong những cái cảm hứng mà bản thân Quang Dũng lựa chọn để đưa vào trong tác phẩm của mình, được không ạ? Rồi, bốn câu thơ trong cuộc chia ly giữa người đi kẻ ở. Nếu như trong bài thơ Việt Bắc, Tô Hữu có viết là mình về mình có nhớ ta, 15 năm ấy thiết tha mặn nồng. Mình về mình có nhớ không, nhìn cây nhớ núi, nhìn sông nhớ nguồn. Tiếng ai tha thiết bên cồn, bâng khuâng trong dạ bồn chồn bước đi. Áo chàm đưa buổi phân ly, cầm tay nhau biết nói gì hôm nay. Thì chúng ta lại có gì ạ? Chúng ta lại có nhà thơ Quang Dũng viết thế này: người đi châu mộc chiều sương ấy, có thấy hồn lau nẻo bên bờ, có nhớ dáng người trên độc mộc, trôi dòng nước lũ hoa long đưa. Người ta vẫn biết rằng là điều tất yếu của cuộc sống này là những cuộc hội ngộ và chia ly, nhưng mà người ta vẫn không thể nào kìm được những cảm xúc của chính bản thân mình trong những cuộc chia ly như vậy. Sau khoảng thời gian gắn bó, sau những khoảng thời gian gắn bó cùng với nhau, sống ở bên, sinh hoạt cùng với nhau, giúp đỡ nhau trong kháng chiến, trong công việc hàng ngày, thì đây là khoảnh khắc mà chúng ta thấy rằng những người chiến binh Tây Tiến phải rời khỏi mảnh đất Mộc Châu để đi đến những cái miền đất mới để tiếp tục nhiệm vụ vô cùng gian khổ của mình, phải không ạ? Và chúng ta có thể thấy rằng là cuộc chia ly này là cuộc chia ly cũng có những lời ươm hỏi của người ở lại về tình cảm của người ra đi. Liệu rằng khi các anh đi rồi có nhìn thấy tâm hồn của chúng tôi hay không, tình cảm của chúng tôi hay không? Và liệu rằng khi đi rồi các anh có mang trong mình một nét nhớ, đó là nét nhớ về thiên nhiên và con người nơi đây hay không? Hình ảnh của những con người chịu thương chịu khó, hình ảnh của những con người sẵn sàng giúp đỡ cho bộ đội, cho cán bộ cách mạng mà sẵn sàng gì ạ? Hy sinh thân mình, hy sinh những cái lợi ích của riêng mình. Và chúng ta cũng thấy được vẻ đẹp của những con người Tây Bắc với những cái vẻ đẹp vừa dịu dàng nhưng cũng rất nhưng cũng vô cùng mạnh mẽ được thể hiện ở trong đoạn thơ này. Hãy nhớ giúp chị nhá. Phút chia tay ta chỉ nắm tay mình, lời chưa nói thì bàn tay đã nói. Mình đi rồi hơi ấm còn ở lại, còn bồi hồi trong những ngón tay ta. Và chúng ta có được một cái khung cảnh chia ly trong buổi chiều sương châu mộc được tái hiện qua bốn câu thơ này. Hãy nhớ giúp chị. Rồi, đó là 8 câu thơ tiếp theo, 2 bức ảnh tiếp theo được chụp. Bức ảnh cuối cùng được chụp có vẻ như đây là một cái bức ảnh chân dung về hình ảnh của những người lính Tây Tiến mang trong mình những vẻ đẹp hào hùng, hào hoa, lãng mạn và bi tráng. Hình ảnh của một đoàn binh như thế nào? Các em ấn tượng gì về đoàn binh Tây Tiến được phác họa qua 8 câu thơ tiếp theo ạ? Các bạn thân mến, hãy cho chị một vài keyword nhé. Hãy cho chị một vài keyword nào. Các bạn ơi, các em ấn tượng gì? Các em ấn tượng gì về hình tượng người lính ạ? Các em ấn tượng gì ạ? Hình ảnh đoàn binh không mọc tóc. Chính xác. Hình ảnh đoàn binh không mọc tóc. Rồi, ok. Quân xanh màu lá, ok. Trong bài thơ khúc 7, nhà thơ Thanh Thảo có viết rằng là chúng tôi đã đi không tiếc đời mình, nhưng tuổi 20 làm sao không tiếc. Nhưng ai cũng tiếc tuổi 20 thì còn chi tổ quốc. Những cái lời mà người ta nói rằng là rất là chân thật, phải không ạ? Đúng là chúng tôi đã tự khẳng định lòng mình rằng chúng tôi đã đi không tiếc đời mình. Nhưng mà thoáng nghĩ lại thì thấy tuổi 20 của mình còn trẻ quá, thế nên là cũng hơi tiếc một tí. Nhưng mà lại chợt nhận ra rằng là nếu như mà ai cũng tiếc tuổi 20 thì làm gì còn tổ quốc, phải không ạ?
Thế nên là chúng ta có thể thấy một cái cách lý giải hoàn toàn hợp lý về hình ảnh của những người lính trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Đó là hình ảnh của những người lính chọc đầu, là những người lính da xanh. Tại sao lại thế ạ? Là bởi vì những cái cơn sốt rét rừng này, là bởi vì những cái nguy hiểm nơi rừng thiêng nước độc này, phải không nào? Chính tất cả những cái sự nguy hiểm đó đã đe dọa và khiến cho hình ảnh của những người lính bây giờ nhìn trông rất là kỳ dị. Nhưng mà cũng có rất là nhiều những cái cách giải thích bởi vì người ta bảo là ngày xưa ấy, thì các anh bộ đội ấy, các anh ấy hay cạo chọc đầu, bởi vì người ta bảo là như thế tiện cho việc sinh hoạt và cũng tiện cho việc đánh giáp lá cà nữa. Thế nên mới có cái câu là hay gọi là những cái anh vệ túm và anh vệ chọc. Nhưng cái lý do thứ hai được giải thích đó là vì gì ạ? Những cái cơn sốt rét rừng là vì nơi rừng thiêng nước độc, thiếu thốn về vật chất. Thế nên là cái bản thân hình ảnh của những người lính bây giờ cũng bị thay đổi. Và chúng ta biết rằng thành phần chính của binh đoàn Tây Tiến trong thời điểm lúc bây giờ chủ yếu là ai ạ? À, chủ yếu là gì? Chủ yếu là những cái bạn học sinh sinh viên ở Hà Nội. Phải là những cái chàng công tử rất là hào hoa bóng lộn chứ. Nhưng mà bây giờ lại mang một cái hình hài rất là kỳ dị. Nhưng mà không vì thế mà hình ảnh của đoàn binh này trở nên ốm yếu và tiều tụy. Chúng ta vẫn thấy được cái sự hào hùng ở đây, phải không nào? Chúng ta vẫn nhìn thấy được ở đây là gì ạ? Hình ảnh của một đoàn binh với khí thế hừng hực, hình ảnh của một đoàn binh trong tư thế làm chủ thiên nhiên, làm chủ đất trời, mang trong mình một lời thề quyết tử cho tổ quốc quyết sinh, mang trong mình một lời thề tất cả vì tổ quốc thân yêu, vì gì ạ? Vì độc lập tự do của đất nước. Và chúng ta thấy được rằng là mặc dù hình ảnh được vẽ ra là những cái chết rất đau lòng, đó là hình ảnh của những ngôi mộ xa xứ, hình ảnh của gì ạ? Của hậu quả của chiến tranh. Thế nhưng điều đó không làm chùn bước chân của những người lính, mà người ta coi bài thơ Tây Tiến giống như là một nén tâm nhang, một nén tâm nhang để bản thân nhà thơ Quang Dũng kính cẩn nghiêng mình gì ạ? À, dâng lên anh linh của những đồng đội đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Được không nào? Tôi về anh biết từng cơn ớn lạnh sốt run người vầng trán nước mồ hôi. Áo anh rách vai, quần tôi có vài mảnh vá, miệng cười bút giá chân không dày, thương nhau tay nắm lấy bàn tay. Đêm nay rừng hoang sương muối đứng cạnh bên nhau chờ giặc tới, đầu súng trăng treo. Được không ạ? Các bạn ơi, nhớ giúp chị nhá. Hãy nhớ giúp chị về những cái nét chính trong hình tượng người lính Tây Tiến. Và chúng ta cũng có hình tượng người lính Tây Tiến đấy. Ban ngày gửi giấc mộng của mình, giấc mộng đánh giặc cứu nước, phải không ạ? Ban đêm thì gửi giấc mộng gì ạ? Về bóng hình giai nhân, mơ về Hà Nội, mơ về những phố phường thân quen, mơ về những góc quán quen, mơ về hình ảnh những con phố, những con đường, mơ về hình ảnh lớp học, trường học, những gì gọi là bình yên nhất, bình dị nhất trong trái tim của mỗi người, để mơ về một bóng hình giai nhân. Được không ạ? Hình tượng người lính Tây Tiến hào hùng, hào hoa, lãng mạn và bi tráng đến. Và để rồi sử dụng biện pháp bưu từ gì ạ? Phóng đại, cường điệu hóa hình ảnh áo bào, nói giảm, nói tránh trong hình ảnh anh về đất. Để rồi diễn tả cho chúng ta về gì ạ? Diễn tả cho chúng mình về cái gì nhỉ? À, diễn tả cho chúng mình về gì? À, diễn tả cho chúng mình về hình tượng của những người lính Tây Tiến. Một cái bài điếu văn mà dòng sông Mã đã gầm lên một tiếng kêu đau đớn để đưa tiễn, phải không ạ? Người tướng quân của mình, dòng sông Mã bây giờ giống như là một con chiến mã trung thành ấy, phải không nào? Một con chiến mã trung thành gầm lên một tiếng kêu đau đớn khi mà người tướng quân của mình đã hy sinh. Được không ạ? Các bạn ơi, nhớ giúp chị nhá. Đấy là ba cái nội dung chính mà các bạn sẽ cần phải nhớ khi nói về bài thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng. Khi mà đọc bài thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng, chắc hẳn rằng là mỗi người trong chúng ta thì sẽ có một cái ấn tượng riêng. Và bản thân chị cũng nghĩ rằng là những ấn tượng đó, nếu như các em biết giữ gìn nó, thì nó sẽ trở thành những cái ấn tượng không bao giờ có thể phai mờ. Được không nào? Và chị hy vọng là các em cũng sẽ yêu quý bài thơ này, các em cũng sẽ yêu thích bài thơ Tây Tiến. Để rồi chúng mình sẽ cùng ước mong về một ngày lên Tây Bắc để ngắm nhìn không gian thiên nhiên nơi đây. Chúng mình sẽ yêu hơn lịch sử của nước mình, bởi vì chúng ta đều hiểu rằng là gì ạ? À, họ đã sống và chết, giản dị và bình tâm, không ai nhớ mặt đặt tên, nhưng họ đã làm nên đất nước. Chị vẫn còn nhớ trong bài thơ Quê Hương thì nhà thơ Giang Nam từng viết là thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường, yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ, ai bảo chăn trâu là khổ, tôi mơ màng nghe chim hót trên cao. Những ngày trốn học đuổi bướm cầu ao, mẹ bắt được chưa đánh roi nào đã khóc. Cô bé nhà bên nhìn tôi cười khúc khích,
cách mạng bùng lên rồi kháng chiến trường kỳ, quê tôi đầy bom giặc từ biệt mẹ tôi đi. Cô bé nhà bên có ai ngờ cũng vào du kích, hôm gặp tôi vẫn cười khúc khích, mắt đen tròn thương thương quá đi thôi. Giữa cuộc hành quân không nói một lời, đơn vị đi qua tôi ngoái đầu nhìn lại, mưa đầy trời nhưng lòng tôi âm mãi. Hòa bình tôi trở về đây, với mái trường xưa, bãi lúa, luống cày, bãi mía luống cày, lại gặp em thẹn thùng nép sau cánh cửa, vẫn khúc khích cười khi tôi hỏi nhỏ, chuyện chồng con khó nói lắm anh ơi. Tôi nắm bàn tay nhỏ nhắn ngậm ngùi, em vẫn để yên, trong tay tôi nóng bỏng. Hôm nay nhận được tin em, không tin được dù đó là sự thật, giặc bắn em rồi quăng mất xác, chỉ vì em là du kích em ơi. Đau xé lòng anh chết nửa con người, xưa yêu quê hương vì có chim có bướm, có những ngày trốn học bị đòn roi, nay yêu quê hương vì trong từng nắm đất có một phần xương thịt của em tôi. Các bạn ơi, các bạn có biết bài thơ này không ạ? Các em có biết bài thơ Giang, bài thơ quê hương của nhà thơ Giang Nam không? Đây là một bài thơ rất hay để chúng ta hiểu được rằng là đất nước của chúng mình được làm nên từ máu xương của thế hệ cha ông, thế hệ cha anh đã đi trước. Và chúng ta cần phải trân trọng hơn bao giờ hết những gì mà chúng ta đang có ở trong thời điểm này. Được không ạ? Hãy nhớ nhá, Tây Tiến biên cương mờ khói lửa, quân đi lớp lớp đồng cây rừng. Và bài thơ ấy, con người ấy vẫn sống muôn đời với núi sông. Chị tin chắc rằng là bài thơ Tây Tiến sẽ còn sống mãi ở trong lòng các em, chắc chắn là như vậy. Rồi, các bạn thân mến, đấy là về Tây Tiến. Thì ở cái này chúng ta cũng sẽ quan tâm một chút tới cái cảm hứng lãng mạn và bi tráng được thể hiện, được không ạ? Thì hiện tại chị cũng đang tặng cho các bạn cái bộ tài liệu giữa kỳ đấy. Nếu như mà bạn nào chưa nhận thì nhanh chóng nhắn tin cho fanpage để nhận cái bộ đấy nhá. Được không nào? Rồi, tiếp tục này, chúng ta có về tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phải không ạ? À, tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Các bạn ơi, các em biết những cái tác phẩm nào của Chủ tịch Hồ Chí Minh rồi nhỉ? Các em đã biết những tác phẩm nào của Chủ tịch Hồ Chí Minh rồi? Các em đã biết những bài nào của Chủ tịch Hồ Chí Minh rồi ạ? À, ngâm thơ ta vốn không ham, nhưng mà trong ngục biết làm chi đây, thấy không ạ? À, ngày dài ngâm ngợi cho khuây, vừa ngâm vừa ngợi đến ngày tự, vừa ngâm vừa đợi đến ngày tự do, thấy không? Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Đây là bản tuyên ngôn chính thức được cả thế giới thừa nhận sau hai bản tuyên ngôn. Trước đó là bài Bình Ngô Đại Cáo và Nam Quốc Sơn Hà. Chắc hẳn là các bạn đều biết cái này, phải không ạ? À, chúng ta thấy rằng là mục đích sáng tác, đây là thời điểm phù hợp để tuyên bố với cả thế giới, với quốc dân về sự ra đời của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, để khẳng định chủ quyền độc lập tự do của dân tộc Việt Nam, tố cáo tội ác của thực dân Pháp đối với nước ta trong vòng 80 năm qua và tuyên bố chấm dứt chế độ thuộc địa, xóa bỏ mọi đặc quyền của người Pháp trên đất nước Việt Nam. Đây cũng chính là bản tuyên ngôn khẳng định ý chí của cả dân tộc Việt Nam quyết bảo vệ độc lập tự do của cả dân tộc. Thấy không ạ? Chúng ta sẽ thấy rằng là ở trong cái bản tuyên ngôn độc lập này thì rõ ràng là tội ác của thực dân Pháp đã được nêu ra một cách rõ ràng. Phải không ạ? Bản tuyên ngôn độc lập đã đưa ra những cái luận đề chính nghĩa để khẳng định độc lập của tự do và dân tộc của Việt Nam khi mà trích dẫn hai bản tuyên ngôn độc lập của Pháp và của Mỹ. Phải không ạ? Một cái cách dẫn dắt hoàn toàn là hợp lý. Sau đó thì đã tố cáo tội ác của thực dân Pháp để khẳng định chủ quyền độc lập tự do của dân tộc Việt Nam. Chúng ta thấy đó chính là, và sau cuối cùng là phần 3, lời tuyên bố độc lập. Đó chính là cái tiến trình mà chúng ta sẽ tìm hiểu về tác phẩm này. Phải không ạ? Các em ơi, ở trong bản tuyên ngôn độc lập này thì các bạn ấn tượng nhất về điều gì? Khi nhắc tới bản tuyên ngôn độc lập thì các em ấn tượng nhất ở điều gì?
Các bạn. Các em ấn tượng nhất ở điều gì ạ? Chia sẻ với chị nào. Toàn thế thả tim thôi, chả thấy trả lời gì cả. Toàn thấy thả tim thôi, chẳng thấy hẹn hò gì cả. Chả thấy trả lời gì cả. Chết thật. Trả lời chị nào. Chị giải thích đoạn đầu đi. À rồi, ok. Các bạn thân mến, ngược dòng lịch sử quay trở về với những áng văn được coi là thiên cổ hùng văn của dân tộc ta. Ta biết đến bài thơ thần Nam Quốc Sơn Hà tương truyền của Lý Thường Kiệt: Nam Quốc Sơn Hà Nam Đế Cư, tiền nhân đỉnh phần tài thiên thư, như hà nghịch lỗ lai xâm phạm, như đẳng hành khan thủ bại hư. Rõ ràng là bài thơ tứ tuyệt này đã khẳng định được đanh thép chủ quyền đất nước, cũng chính là sức mạnh của chính nghĩa, được coi là bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của nước ta. Suốt dọc chiều dài của nền văn học Việt Nam, chúng ta có thể thấy rằng là chúng ta lại tiếp tục tự hào với bản tuyên ngôn độc lập thứ hai khi mà Bình Ngô Đại Cão được ra đời bởi Nguyễn Trãi vào thế kỷ thứ 15. Và sau đó tiếp nối những cái áng thiên cổ hùng văn của dân tộc, chúng ta có được bản tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trước tiên chúng ta có thể thấy rằng là trước toàn thể quốc dân đồng bào, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thay lời của chính phủ lâm thời tuyên bố là gì ạ? Tất cả mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng. Vấn đề người quan tâm ở đây cũng chính là cái nguyên lý chung mà chúng ta có được ở đây, đó là hệ thống luận điểm và lập luận trong bản tuyên ngôn độc lập đều hướng tới là mọi con người đều được hưởng quyền tự do và họ đều có quyền mưu cầu hạnh phúc. Bình Ngô Đại Cáo thì Nguyễn Trãi từng viết rằng là việc nhân nghĩa cốt ở yên dân, quân điêu phạt trước lo trừ bão. Ở đây trong bản tuyên ngôn độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng nêu ra cái tư tưởng đầu tiên của mình, cốt lõi của mình, chủ đạo của mình, đó chính là gì ạ? Đó chính là tư tưởng gì? Tư tưởng về nhân nghĩa chúng ta sẽ có ở đây. Trong bản tuyên ngôn này thì Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trích dẫn bản tuyên ngôn năm 1776 của nước Mỹ, phải không ạ? Và năm 1791 của nước Pháp, phải không nào? Hai bản tuyên ngôn được trích dẫn vô cùng đường hoàng. Thế nhưng chúng ta có thể thấy rằng là hàm chứa trong đó là biết bao nhiêu những cái ý nghĩa mà bản thân tác giả muốn truyền tải, phải không ạ? Bởi vì rõ ràng là sao ạ? Bác vẫn tỏ ra, tức là bác vẫn luôn thể hiện cái sự tôn trọng của mình với chủ quyền độc lập của hai cường quốc Mỹ và Pháp. Thế nhưng mặt khác cũng khéo léo vạch ra sự bất công gì ạ? Khi mà Pháp lại làm trái ngược lại với chính tuyên ngôn của chính mình, phải không nào? Nhắc lại, một lần nữa nhắc lại cho người Mỹ nhớ rằng là cha ông họ đã từng đúc kết gì ạ? Cha ông họ đã từng đúc kết một cái chân lý của độc lập tự do như vậy. Vậy mà sao nhở? Vậy mà Pháp lại có gì? Lại có thái độ đó là đi xâm lược Việt Nam. Và rõ ràng là cái việc lập luận như vậy giống như là một cái đỉnh cao trong nghệ thuật gậy ông đập lưng ông vậy. Phải không ạ? Và chúng ta có thể thấy rằng là bác đặt tuyên ngôn của Mỹ và Pháp bây giờ ngang hàng với tuyên ngôn của Việt Nam. Mặc dù là bản tuyên ngôn của Việt Nam ra đời muộn hơn, thế nhưng mà so với tất cả các quốc gia thì Việt Nam vẫn có quyền tự do và bình đẳng như các quốc gia khác. Thế nên mới bảo là suy rộng ra. Ở đây là một cái cụm từ rất là quan trọng, phải không ạ? Là một cái cụm từ để cho chúng ta có thể thấy rằng là gì ạ? Từ quyền lợi cá nhân của con người để khẳng định quyền lợi cá nhân bình đẳng của quốc gia dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát triển, đã sáng tạo tư tưởng để những cái nguyên lý về độc lập bây giờ mang cái tính khái quát hơn, mở rộng hơn và toàn diện hơn. Thế nhưng vẫn nêu ra một cách rất là tự nhiên và logic cho người đọc. Được không ạ? Vẫn rất là tự nhiên và logic nhá. Ok chưa nào?
Rồi còn phần tố cáo tội ác thì đã được đề cập rất là rõ ràng rồi. Hoặc là cả cái phần tuyên bố về độc lập thì cũng rất là rõ ràng rồi. Thế nên là chị nghĩ là cái phần này thì các em sẽ học rất là nhanh thôi, không có gì cả. Ở đây chị muốn lưu ý với các bạn một chút xíu nữa. Đó là về cái phần đọc hiểu ấy, thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu với nhau một chút về cái phong cách ngôn ngữ, được không ạ? Nhá. Thì các bạn hãy lưu ý giúp chị rằng là phong cách ngôn ngữ thì hiện tại chúng ta có 6 phong cách ngôn ngữ chính. Phong cách ngôn ngữ gì ạ? Có những phong cách ngôn ngữ gì? Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt, nghệ thuật, chính luận, báo chí, khoa học và hành chính công vụ. Nhớ điều đấy nhá. Sinh hoạt thì là những cái lời nói bình thường, những cái đối thoại, những cái giao tiếp, được không nào? Nghệ thuật thì thường sử dụng trong thơ, nó sẽ mang cái tính chất là tinh luyện hơn, nó sẽ trau chuốt hơn, được không ạ? Báo chí là những cái mang cái tính cập nhật xảy ra ở đâu, trong thời gian nào, thời điểm nào, cụ thể như thế nào, được không ạ? Khoa học thì thường sẽ mang cái tính chất chuyên ngành ở trong này, được không ạ? Rồi, phong cách gì ạ? Chính luận thì là như thế nào nhỉ? Chính luận thì thường là nói về những cái vấn đề chính trị xã hội, thường đưa ra những cái quan điểm tư tưởng của mình về những cái vấn đề đó, được không ạ? Thế còn hành chính công vụ thì rất là dễ rồi, thường xuất hiện trong những cái đơn từ, những cái gọi là đơn từ qua lại giữa bản thân nhân dân với cơ quan hành chính, được không ạ? Với nhà nước. Thì đấy, đấy là một số những cái. Về phương thức biểu đạt thì chúng ta có tự sự, miêu tả, biểu cảm, thuyết minh, nghị luận và hành chính công vụ. Thì các bạn cũng sẽ lưu ý giúp chị cái này nhá. Rất là dễ thôi, chị nghĩ là học những cái phần đọc hiểu như này thì là những cái phần cho các em điểm luôn rồi. Cực kỳ là dễ bởi vì nó có những cái đặc trưng riêng ấy. Nó có những cái đặc trưng riêng ấy. Thì nói chung là chị nghĩ là nó cũng rất là dễ dàng thôi. Các em có hiểu những gì mà chị vừa chia sẻ không ạ? Các bạn, các em có hiểu những gì mà chị vừa chia sẻ không? À, các bạn ơi, sắp tới thì là ngày 20 tháng 10 đúng không? Sắp tới thì team học văn chị Hiên sẽ có một cái chương trình rất là đặc biệt dành cho các bạn nữ trong ngày 20 tháng 10. Thế nên là chị rất là hy vọng là các em có thể thường xuyên theo dõi fanpage học văn chị Hiên để không những chúng ta tham khảo những bài viết hay, chúng ta tham khảo những nguồn tài liệu hay, tham gia livestream cùng với chị, mà chúng ta sẽ còn có cơ hội tham gia vào những cái chương trình rất là đặc biệt nhá. Thế nên chị cũng rất là mong mỏi là các em sẽ nhiệt tình tham gia những cái chương trình mà team học văn chị Hiên tổ chức cho các bạn. Hứa hẹn đây sẽ là một cái chương trình cực kỳ là ý nghĩa vào dịp 20 tháng 10 này, được không ạ? Thế nên là chị rất là muốn nhìn thấy cánh tay của các em và những cái lời gọi là những cái sự động viên của các bạn, những cái sự quyết tâm của các bạn khi nói với chị rằng là em sẽ cố gắng tham gia cùng với chị, em sẽ tham gia cùng với chị, được không ạ? Đấy sẽ là cái điều rất là vui và hãy chờ đón xem là trong cái dịp 20 tháng 10 này thì team chị Hiên có cái gì nhá, được không ạ? Cũng đừng quên là chị Hiên có một cái khóa VIP duy nhất. Các bạn ơi, chị Hiên có một khóa VIP duy nhất kéo dài từ tháng cuối tháng 10 cho tới khi mà các bạn thi. Và chỉ dành cho các bạn học sinh gọi là đặc, rất là đặc biệt thôi. Thế nên là nếu như mà các bạn muốn tham gia khóa học này cùng với chị và đồng hành cùng với chị trong cái quá trình sắp tới. À, một lát nữa chị sẽ up lộ trình cho các bạn nhé. Ok, ok Vân Anh nha. Ok nha. Các bạn hãy nhanh chóng nhắn tin cho admin để có thể được giải đáp và giữ một cái chỗ thật là chắc để chúng ta sẽ cùng học với nhau trong khoảng thời gian sắp tới các em nhé. Được không nào? Các bạn ơi, ngày hôm nay chị cũng rất là muốn đọc tặng cho các bạn một bài thơ nào đấy. Nên là không biết là bây giờ các bạn đang thích nghe bài thơ gì. Không biết là các bạn đang thích nghe bài thơ gì. Bởi vì chị cũng rất là muốn đọc cho các em nghe một bài thơ ở trong buổi tối ngày hôm nay. Wow, hóng quá đi. Các em thích bài thơ gì ạ? Các em thích bài thơ gì? Chị sẽ đọc tặng cho các bạn nghe bài thơ đấy. Thích bài thơ gì nhỉ?
thích bài thơ gì, chị sẽ đọc cho các bạn nghe bài thơ đấy. À, chị đọc Trường Ca Mặt Đường Khát Vọng mà, Trích Đoạn Đất Nước à, chắc là đọc đến sáng mai mất. Vô cùng là dài luôn các bạn ạ. Vô cùng là dài. Em thích chị đọc gì? Hello, xin chào Thanh Phú. Xin chào em, xinh không? Xinh không, xinh không? Cưng dã man, cưng dễ sợ. Chị chỉ cần nhìn thấy quyển sách này là chị đã có động lực học văn ào ào và ầm ầm rồi. À rồi, ok, chị sẽ đọc cho các bạn nghe một bài thơ. Được không nào? Chị sẽ đọc tặng cho các bạn nghe một bài thơ. Chị nghĩ rằng là đây cũng là một cái bài thơ khá là hay. Được không ạ? Bài thơ được mang tên là Em tình yêu của những năm đau xót và hy vọng. Biết của ai không? Rồi, bài thơ của nhà thơ Lưu Quang Vũ. Được không ạ? Nha. Bài thơ như thế này. Em đi phố ngày mưa, suốt đường dài không nói. Cánh cửa chiều khép lại, hoa đầm đìa mưa ướt trôi trên cao. Ca ngổn ngang gạch đổ những toa tàu, như năm tháng nằm buồn em có nhớ. Ta đi giữa cỏ hoang và gỗ đá, giữ trong lòng ngọn thác trắng trào sôi. Một tình yêu không biết nói cùng ai, đến điên dại, đến nghẹn ngào đau đớn. Mặt em vỡ trong tấm gương thất vọng. Em ơi, ngày ấy em đâu? Hoa cúc xanh tuổi nhỏ chết từ lâu. Những hòm xiềng chất đầy khu phố chật. Những bãi rác, những thùng xe cũ hỏng. Những bạn bè thơ trẻ đã già nua. Đêm chiến tranh thành phố tối âm u. Không đèn sáng lời ru, không bếp lửa, không bếp lửa. Ghế công viên hóa bầy dã thú, nằm im lìm dưới mặt trăng đen. Xác người cho trên biển sóng xô tan, huyệt bom tối ầm ào cơn gió hú. Ta đi suốt một đời đau khổ, chân lỡ lầm bao ảo ảnh chờ mong. Anh vẫn nhen một ngọn lửa âm thầm, hình bóng em chập chờn trong lửa ấy. Ai trong đời chưa một lần mơ thấy, không có quyền phán xét những câu thơ. Sóng khát khao đập cửa đêm ngày, nên trói trang đời anh em tới. Mắt em mở với chân trời xa vời, những hơi ấm anh cầm là hơi ấm bàn tay. Em bằng xương bằng thịt đây rồi, anh đợi mãi cuối cùng em đã đến. Hơi thở em từ lâu anh đã thuộc, tóc em đây, lời nói của em đây. Nhặt em lên trong sắc cỏ đường dài, như bóc một lá thư chưa kẻ nhận. Và thương mến có nghĩa là hy vọng, anh tin đời theo nghĩa lứa đôi. Con tàu nào mang gió ấy ra khơi, chẳng hề có một ngày cập bến. Đích của nó luôn luôn là phía trước, là chân trời mãi mãi ở trong em. Được không ạ? Các bạn ơi, đây là một cái bài thơ rất là hay của nhà thơ Lưu Quang Vũ. Và chị sẽ đọc thêm cho các bạn một bài thơ nữa. Chị nghĩ đây sẽ là một cái bài thơ mà các bạn sẽ dùng được rất là nhiều trong khi mà các em phân tích về bài thơ Tây Tiến hay là về bài thơ Việt Bắc. Và đây cũng sẽ là bài thơ để chúng ta kết thúc buổi livestream ngày hôm nay. Được không nào? Chị rất là hy vọng là các bạn đã có thể cảm nhận được những... Các em đã có thể hiểu được về những phần kiến thức mà hôm nay chị chia sẻ, cũng như là chúng ta có thêm động lực và cảm hứng trong việc học văn của mình. Được không nào? Bây giờ chị sẽ đọc thêm cho các bạn một bài thơ nữa. Bài thơ được mang tên là bài thơ Tiếng Hát Con Tàu của nhà thơ Trê Lan Viên. Trong sách giáo khoa của chúng mình có nha các em nhé. Bài thơ như sau. Tây Bắc ư có riêng gì Tây Bắc, khi lòng ta đã hóa những con tàu. Khi tổ quốc bốn bề lên tiếng hát, tâm hồn ta là Tây Bắc chứ còn đâu. Con tàu này lên Tây Bắc anh đi chăng, bạn bè đi xa anh giữ trời Hà Nội. Anh có nghe gió ngàn đang ru gọi, ngoài cửa ô tàu đói những vành trăng. Đất nước mênh mông đời anh nhỏ hẹp, tàu gọi anh đi sao anh chửa ra đi. Chẳng có thơ đâu giữa lòng đóng khép, tâm hồn anh chờ gặp anh trên kia.
Trên Tây Bắc ôi 10 năm Tây Bắc, xứ thiêng liêng rừng núi đã anh hùng, nơi máu giò tâm hồn ta thấm đất, nay dạt dào đã chín trái đầu xuân. Ơi kháng chiến 10 năm qua như ngọn lửa, nhìn năm sau còn đủ sức soi đường, con đã đi nhưng con cần vượt nữa, cho con về gặp lại mẹ yêu thương. Con gặp lại nhân dân như nay về xuôi cũ, cỏ đón riêng hai chim én gặp mùa, như đứa trẻ thơ đói lòng gặp sữa, chiếc nôi ngừng bỗng gặp cánh tay đưa. Con nhớ anh con người anh du kích, chiếc áo nâu anh mặc đêm công đồn, chiếc áo nâu suốt một đời vá rách, đêm cuối cùng anh cởi lại cho con. Con nhớ em con thằng em liên lạc, rừng thưa em băng rừng rầm em chờ, sáng bản Na chiều em qua bản Bắc, 10 năm tròn chưa mất một phong thư. Con nhớ mê lửa hồng soi tóc bạc, năm con đau mê thức một mùa dài, con với mê không phải hòn máu khắt, nhưng trọn đời con nhớ mãi ơn nuôi. Nhớ bản Sương Giang, nhớ đèo Mây Phủ, nơi nào qua lòng lại chẳng yêu thương. Khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất đã hóa tâm hồn. Anh bỗng nhớ em như đông về nhớ rét, tình yêu ta như cánh kiến hoa vàng, như xuân đến chim rừng lông trở biếc, tình yêu làm đất lạ hoa quê hương. Anh nắm tay em cuối mùa chiến dịch, phát xôi nuôi quân em giấu giữa rừng, đất Tây Bắc tháng ngày không có lịch, bữa xôi đầu còn tỏa như mùi hương. Đất nước gọi ta hay lòng ta gọi, tình em đang mong, tình mẹ đang chờ, tàu hãy vỗ dùm ta đôi cánh vội, mắt ta thèm mái ngói đỏ trăng ca. Mắt ta nhớ mặt người, tay ta nhớ tiếng, mùa nhân dân răng lúa chín rì rào, sẽ người mà đi, vỉn tay mà đến, mặt đất nồng nhựa nóng của Cần Lao. Nhựa nóng 10 năm nhân dân máu đổ, Tây Bắc ơi người là mẹ của hồn thơ, 10 năm chiến tranh vàng ta đau trong lửa, nay ta trở về, ta lấy lại vàng ta. Lấy cả những cơn mơ, ai bảo con tàu không mộng tường, mỗi đêm khuya không uống một vầng trăng, lòng ta cũng như tàu, ta cũng uống, mặt hồng em trong suối lớn mùa xuân. Các bạn thân mến, các em có biết bài thơ này không ạ? Trong bài thơ này các bạn có thể dùng được rất rất là nhiều khổ để đưa vào khi mà chúng ta phân tích về bài thơ Tây Tiến hay là bài thơ Việt Bắc, được không? Nên là chị rất mong mỏi, cực kỳ là mong mỏi các bạn sẽ học nhiều hơn, chăm chỉ hơn, yêu thích môn văn hơn. Mặc dù là chị biết rằng là đây là thời điểm mà các bạn nghĩ rằng là chúng ta vẫn chưa cần học văn, nhưng mà chị nghĩ những người bắt đầu sớm thì thành quả thường sẽ rất là ngọt ngào. Thế nên chị rất là hy vọng các bạn, các em sẽ cố gắng. Xin chào Minh Hương nhá, xin chào em. Chị hy vọng là các em sẽ có thêm những cảm hứng văn và các em sẽ yêu môn học này nhiều hơn, cố gắng học chăm chỉ hơn và có thêm động lực để học môn học này nhá. Buổi tối ngày hôm nay rất cảm ơn các em vì đã dành thời gian một tiếng đồng hồ này cho chị. Và đối với bản thân của chị đó đã là một cái hạnh phúc rất là lớn lao rồi. Chị sẽ cố gắng nhiều hơn nữa vì các bạn. Và chị cũng hy vọng các em cũng sẽ cố gắng nhiều hơn một chút xíu thôi, vì chị và vì bản thân các em nữa, được không nào? Cảm ơn Hường nhá, xin chào Thúy Hường, xin chào em. Ok, cảm ơn các bạn và chúc cho các bạn sẽ có một tháng 10 thật là tuyệt vời. Chúc cho các em sẽ có những ngày tiếp theo đây không phải là những cái ngày vất vả và cực khổ nữa, căng thẳng nữa, mà sẽ là những cái ngày học văn thật là tuyệt vời các bạn nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Chúc các bạn sẽ có một buổi tối vui vẻ và hy vọng là sẽ được đồng hành cùng với các bạn ở trong lớp học online của chị. Xin chào và hẹn gặp lại các em, bye bye.